Thời gian gần đây, nghề làm giả đỗ bằng phương pháp thủ công truyền thống đang góp phần mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân ở thôn Hòa Cương, xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch. Hiện nay thôn Hòa Cương, xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch có khá nhiều hộ gia đình làm kinh tế bằng nghề làm giả đỗ. Năm 2012, sản phẩm giả đỗ của thôn Hòa Cương đã được các cơ quan chức năng kiểm định về quy trình sản xuất giả đỗ sạch, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với nghề này, các hộ tham gia sản xuất giả đỗ sẽ thu lại từ 100 đến 150 ngàn đồng một ngày. Nghề làm giả đỗ đã giải quyết được một phần nhân lực nông nhàn tại địa phương, đem lại thu nhập đáng kể cho người lao động trên địa bàn, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nông